Hello everybody, welcome to Health với KT. Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Health với KT. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một con game Mu Hăng 5. Hôm bữa cũng có một số bạn hỏi là có con game H5 nào ví dụ như Mu không ha. Ok, MU Mu. Đây, có Mu. Đầu vô chúng ta được Quy Mát level 1. Gì? Level 400 luôn nha anh em. Được 1 triệu kim cương luôn ha. Là VIP 5 nữa. Đây gì đây? Có quà, chắc là quà tân hữu hay gì đó. Á đồ. Vô cái nó mở gần hết mẹ nó, còn gì nữa đâu. Gì đây? Ủa đi đâu đây đây? Nó sao chứ vậy? Nó nhảy qua đây. Chuyển sinh hả? Ok. Ở đây được nhiều kìa, vàng nè, đó. Được một đống vàng luôn, chuyển sinh luôn. Đó. Chuyển sinh một liền. Ok. Thì có quà gì đây? Có quà. Sự kiện gì ta? Sự kiện tầm bảo. Á được, vô cái chúng ta có một đống vàng luôn, cái được VIP, được kim cương, được các kiểu ha. Gì đây? Như là nó kêu vô là đổi cái vũ khí cho nó. Rồi kích hoạt luôn. Rồi ma nữ chọn luôn. Rồi ngọc cái này chưa. Bét rút miễn phí. Đó, có con rồng nhét vô. Ok. Ủa cái này đâu có cần mà phải chạy nhiệm vụ đầu game đâu anh em. Đây chúng ta muốn có ấy phải không. Chúng ta đây. Đó, chúng ta vào đây chúng ta sẽ có được này ngọc nè, đó. Đó, bí kiếp nè, đó, còn nữa không, hết rồi. Rồi vô chúng ta sẽ mở kỹ năng luôn. 1 2 3 4. Rồi, hỏi cần phải chạy nhiệm vụ đầu game luôn nha anh em. Đó, vô là chúng ta chỉ có hết rồi, tha hồ mà chơi thôi hả. Còn nếu muốn thì chúng ta có thể chạy bình thường. Phúc lợi gì đây, hệ tháng hả. Đục có quà đang nhập nữa kìa, nhận thưởng liền. Rồi, tinh linh hả, rút tinh linh để nó đi, thành tích nhận hết. Gì đây? Ok, nâng cái này lên, nó lực chiến lên nè hả. Mà có cách nào lực chiến lên nhanh hơn không ta? Phúc lợi thám hiểm VIP nè, qua VIP chúng ta được huy ha, chúng ta được huy luôn VIP 5 nha anh em. Đó. Ok. Con bé này như 28.000 lực chiến, 52.000, con này còn hơn nè. Rồi 28.000, 25.000. Ok. Rồi chúng ta đến với thông tin server cái đi ha. Rồi chúng ta hãy tại chút chúng ta còn đi nhập code đồ hoàng nọ nữa ha. Đây. Mu hồi ức kỳ diệu H5 khai mở server S6 lúc 11 giờ ngày 10/2/2022. Vào game nhận ngay VIP 5 level 400, 1 triệu kim cương. Hệ thống quân hàm duy nhất Việt Nam, boss rơi Kingdom. Sự kiện Tết 2022, cơ hội trúng Việt Nam đồng, update bad new win new, cài cuốc rơi đồ hần BK 24/24, nông dân cũng hóa siêu nhân ha. Đây trang chủ, đội ngũ vận hành sát sao hỗ trợ và thấu hiểu 24/7 ít thì game nào làm được. Tặng 1 triệu kim cương không khóa, VIP 5 level 400, cài bot lấy đồ lấy kim cương không khóa, BK đấu trường nhận thưởng, hệ thống cánh và thời trang mới, bắt
mắt. Nói không với chế độ pay to win ha. Phiên bản cài cốt xây dựng cộng đồng Mobi lành mạnh. Không bi tràn lan mất giá trị game. Like, share, comment. Chúng ta nhận được một hộp Kingdom danh vọng 220 111.111 kim cương, 10 triệu gen, danh hiệu băng tuyết kỳ duyên ha. Đội ngũ admin hỗ trợ 24/7 đó. Bây giờ chẳng đi xin code like share cái đã. Rồi có code rồi hả? Bây giờ chúng ta vào game S5. Ủa cái gì? Có đổi lì xì nữa nè. Còn dư lại lì xì 500 anh em đã nhận. Ok, cái gì mà tùm lum hết nè, vòng quay nữa hả? Ê thử coi, từ từ hả? Từ từ hãy nhập code coi cái gì ngon không? Cái gì đây? Ồ, mẹ, 1000 kim cương. Sakinu, tích nạp nè hả? Đó, nạp nhận kim cương, đồ nạp lịch sử, chơi game, fit code. Ok, quay lại nào. Rồi, đây có tân hữu hả? Đó là code like share. Đúng rồi, like share. Đây, xe có quà rồi nè hả? Đúng quá trời luôn anh em, cái gì ạ? Danh hiệu băng tuyết kỳ duyên. À, một cái gì ạ? 10 triệu kim cương. Đó là 10 triệu vàng, 111.000 kim cương. Rồi gói Kingdom mở ra nhận 10.000 kim cương. Đá reset, danh vọng A-Sep. À, mở ra được ngẫu nhiên. À, kim cương nữa nè, đâu rồi? À, đây gói Kingdom gì nè, mở ra được vàng hả? Ok, xích hoàng đó, búa cộng 9 hả? Ok, chúng ta còn một cái code nữa. Rồi tổng cộng có 2 code hả? Anh em nào có chơi thì tải về nhắn tin hỏi admin code nha. Đó, ok, được một mớ danh vọng và gói Kingdom nữa nè. Đây, mở ra nhận được cái gì đây? Một rương bảo hạch cấp 5 hả? Ok man. Bây giờ chúng ta phải đi lấy đồ anh em. Đi lấy đồ xong đi có bạn đồ hả? Đó. Trời ơi, game phi một đống luôn nè. Băng tiết kỳ duyên nè hả? Đó. Ok là. Mà sao đánh mấy con này nó méo có quà ta? Ta chuyển sinh một rồi nên là bây giờ vô đây là lấy đồ nâng lên thôi chứ còn gì nữa đâu. Đó, quà quá trời luôn, còn 5 lượt đánh nữa, hình như là chúng ta có thể mua được mà. Đâu, cảnh báo boss. Boss gì không biết nữa chú ơi, đó. Đó, đi boss lấy quà, lấy đồ hả? Lấy trang bị đồ. Để giết hết đang lấy đồ giúp hết anh em. Boss yếu mà hồi nãy giờ chưa kiếm được cây cung luôn á trời. À, cây cung mình vip quá rồi. Lực chiến đề cử chúng ta được 400.000 lực chiến. À, ở dưới này chúng ta nâng được rồi nè, hồi nãy chưa mở bây giờ nó mở rồi. Cộng lên luôn này, cộng lên 9 được nhưng mà nó hơi khó khăn nên mà thôi để đó đi, sợ nó auto nó méo ra rồi mất công nữa. Ok rồi, tiếp luôn, còn cá mớ nữa. Trời ơi, boss ở trên này còn nhiều. Quan trọng là lực chiến chúng ta có đủ để đánh hay không thôi. Búp chúng ta chưa có búp gì hết hả? Lucky xem trước. Ok, vẫn chưa nâng được cái gì hết đó nè. Ok. Khá đủ. Búp
cái gì hình như đá đó là chúng ta trong shop có bán luôn á anh em. Chúng ta có tiền mà. Đây nè, đó. Trời ơi. Ba cái đồ quỷ này trong shop có bán mà. Chúng ta được 1 triệu mấy kim cương luôn nè. Tha hồ mà cộng nha. Đúng. Ok, chúng ta có lúc đi cộng 9. Ok, lên cộng 9 thôi, méo cộng nữa. Gì vậy? À, bị đóng băng hả? Đậu xanh có boss 150 mà đánh lâu dữ. Ok, anh em nào có chơi thì tải về hả? Link heo sẽ để dưới phần mô tả nha anh em. Đó, cái này là chắc phải nâng lên khá nhiều rồi đó. Ví dụ như nâng cánh nè hả? Bà mẹ nó nâng lâu. Ok, rồi một con game heo yêu cầu của nhiều anh em hả? Đó, hôm bữa có mấy anh em yêu cầu heo kiếm con mu H5 hả? Đấy, mà trên kênh hiện tại bây giờ con mu H5 kiếm cũng khó nữa anh em. Thiệt, hình như là bây giờ nó sắp hết rồi hay gì á, kiếm con mu H5 muốn lồi con mắt luôn. Đâu có ai mở con mu nữa đâu, bây giờ hiếm lắm. Ok, gì đây? Nâng cái gì lên nè. À, nguyên phấn bột, bột phấn nè. Trời ơi, ba cái này à, số lần hết rồi hả? Ok. Đây, nâng nguyên tố lên. Đó, được một cái nguyên tố nè. Được mấy cái nguyên tố kia, cái tím để lại. Bao nhiêu thì dẹp hết hả? Trời ơi. Đúng có một cái quỷ diệt này thôi. Rồi, ok, anh em nào có chơi thì tải về hả? Link heo sẽ để dưới phần mô tả. Thì chúng ta có con mu đây, hình như mang từ từ. Gì đây, nhận hết, ok. Nhiệm vụ nâng lên, nâng lên. À, nãy chúng ta có danh vọng quá anh em. Đó, được một mớ danh vọng luôn. Lên được level bao nhiêu đây? 37, ok. Rồi toàn bộ. Ok, đó. Vụ gì nữa, xong rồi. Đó, lên được level 77 luôn. Trời ơi, cần méo gì đâu. Đó, thu về. Ủa, cái này thu về được bao nhiêu lần ta? Đó, rồi cái này đây phối bản phụ hợp 2 lần quy vọng. Ok, thôi anh em tìm hiểu thêm hả? Đó, vô thì chúng ta được level 400 luôn nha. Đỡ phải cực khổ nâng cấp rồi chạy nhiệm vụ. Chúng ta bỏ luôn cái nhiệm vụ đầu game cũng được ha. Ok, thôi, bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Ok, bye bye.